tại vì em có cái mỡ, em có cái mỡ cho nên mắt của em là vẫn còn thời gian để ngót nữa. Em chỉ có cái đuôi mí bên đây nó vẫn còn sụt. Cái mí của em nó rất là to chứ không phải là hạ size mí, là cái mí này nhỏ, chị hiểu không? Chị nhìn là chị biết cái mí em nó rất là to. Cô gái, em có cái mỡ hạ size và treo nửa cung, và thời điểm em bây giờ là đúng 3 tháng. Mức độ xuống cái size mí của em vẫn đang còn trong thời gian ngót. Còn chị, còn em chỉ không có tranh cãi với em. Ngồi trực diện với cái máy điện thoại của em thì mọi người nhìn là biết đẹp hay là xấu nha. Em thấy chị đẹp vậy là đã quá ok rồi đó chị. So với hồi lúc trước khi chị đi làm là em thấy mắt của chị nó rất là sụp, rất là buồn, mặt chị rất là tối. Thì bây giờ chị nhìn rất là ok. Nếu một người khách quan mà không biết sự việc xảy ra thì người ta vẫn khen là chị đi làm đẹp thẩm mỹ thành công nha, chứ không có nói là thất bại. Đó, thì vậy là đã là thành công. Còn mà chị chỉ muốn 10 trên 10 thì sẽ khó, không có đâu nghe chị. Tại vì đi làm đẹp thẩm mỹ đó, dù cho chị đi xăm chân mày, xăm môi cũng vậy nữa, nó cũng phải đi dặm lại. Cũng ví dụ như chị xăm mày đi, xăm môi nó cũng đâu hết bao giờ mà nó lên màu một cái một, hay là nó phải là đều đồng đều hết nghe, cũng phải dặm. Rồi nhiều khi bên thấp bên cao, rồi đuôi dài đuôi ngắn cũng phải dặm nghe chị. Đó thì làm đẹp cũng vậy thôi đó. Còn cái việc mà chị nói là người ta làm chị hư vậy chị bắt phải hoàn tiền thì đó là chị đã làm khó người ta rồi. Thật sự em không có bên, em không có biết là em không có quan tâm với vụ cho thẩm mỹ, nhưng mà hôm bữa vô tình em gặp cái clip của chị là cái clip tóc đổi màu đó. Thì trước kia lúc mà chị mới đi làm vậy thì em cũng đã có biết chị, và bây giờ vô tình em gặp chị thì em thấy là bữa nay thấy đẹp thật sự. Thì hôm nay cái form mí nó đã về thì em thấy nó đẹp, thì em vô em khen, thì vô tình là mọi người vô bình luận nói là đẹp vậy mà còn đòi hoàn tiền, nó mới đòi đi hoàn tiền về đó. Thì em mới biết được đó, rồi em mới vô tìm kiếm em coi thì anh em biết à, đó cái sự việc nó vậy. Nhưng mà em thấy chị làm đẹp phải gọi là thành công chứ không có phải nói là thất bại đó. Cho nên á, chị phải chấp nhận với cái mức đẹp của mình bây giờ chị như vậy, mà người ta làm cho chị được như vậy thì chị phải hài lòng, chứ không thể nào mà chị hiện tại như vậy mà chị so với những người nào đó, người ta quá hoàn hảo. Chị có một cái hình mẫu lý tưởng nào đó, mắt tôi là phải như vậy, miệng tôi phải như, ủa lỗ mũi tôi phải như vậy mới được đó. Nhưng mà người ta đã, ví dụ như người ta đã, một người người ta sửa mà người ta mới đầu đi sửa nó có thể dễ hơn, mà chị lỗ mũi chị đã hư rồi chị sửa lại thì không ai dám bảo đảm cho chị hết trơn á. Cho nên là em thấy chị đang làm khó người ta thật sự. Bạn khách này thì đã từng sửa mũi ở nơi khác rồi và bị hiện tượng là dáng mũi chưa đẹp và lỗ mũi thì bên hình vuông và bên hình tròn, mắt thì bị thiếu mỡ khá là nặng. Đây mọi người cùng xem tình. Má vừa phơi đồ vừa coi TikTok mà tức cái mẹ này ghê á. Tôi không biết cái thẩm mỹ viện nó như thế nào nha mọi người nha, không có biết thẩm mỹ viện nó nổi tiếng hay như thế nào, hay là bị phốt nhiều hay là như thế nào không biết, nhưng mà tôi thấy hình ảnh trước và sau á, là sau đây là tôi thấy bà đẹp hơn rất là nhiều và trẻ hơn rất là nhiều nha. Thứ hai nữa nha, tôi nói thiệt, có người mà đẻ ra chân thật á, bình thường á, là chân mày á, hoặc là mắt á, cũng bên nhỏ bên to, chân mày cũng bên to bên nhỏ, bên cao bên thấp, chứ không phải là bình thường đâu mẹ. Làm gì mà đều hết, đặc biệt đi thẩm mỹ làm sao mà có thể là 10-10 được hết cho mình được, 9-10 nha mẹ, hoặc là 8-10 chứ ít nhất gì mà nhẹ gì mà đầu 100% làm xong thì đã đẹp đẽ hơn trước rất là nhiều. Cánh mũi nhất là có lỗ mũi á, xấu nó xấu mà bây giờ người ta làm đẹp vậy mình còn chê. Vừa thôi, đã đỡ sửa hư rồi người ta làm lại cho quá là ok rồi. Vậy mà còn đời phải 100% lỗ mũi phải tròn phải đều. Mắt thẳng vào đây, em nhìn thẳng vào đây, em đừng chơi trò nhìn xuống. Và đây là thời điểm hiện tại của bạn ấy nha các bạn nha. Mũi nhà em, mắt nhà em sâu như khoảng 3 bờ nha các okay. Bạn. Bạn khách này thì đã từng sửa mũi ở nơi khác rồi và bị hiện tượng là dáng mũi chưa đẹp và lỗ mũi thì bên hình vuông và bên hình tròn. Mắt thì bị thiếu mỡ khá là nặng. Khi mà em vừa xem cái video của chị Nhã đăng lên á thì em nói như thế này, em là kinh nghiệm của một cái đứa đi thẩm mỹ, phải là thẩm mỹ quá nhiều cũng không phải là quá ít, nhưng mà kinh nghiệm của em đúc kết được là cái chị tới chị Nhã Lê làm mắt sau này chị sẽ hối hận. Và cái hối hận của chị á không phải là chị làm ở Nhã Lê, mà là những gì ngày hôm nay chị đã đối xử với chị Nhã Lê. Cái thứ nhất, những chị em nào mình đã đi cắt mắt, đi sửa mũi, mình sẽ biết một cái này nè, form mắt và form mũi nó sẽ vào form sau 6 tháng. Nó bởi vì là cái mắt của chị á, chị nói á là chị muốn hạ size đúng không, thì bây giờ cái mắt của chị chưa vượt quá 3 tháng thì nó vẫn chưa có vô form, chị phải để trên 6 tháng thì nó mới vào form, thì cái điếp mí nó mới đi xuống được và cái góc bên đây của chị nó hơi sụp, cái đó là công nhận. Thì tới nữa có gì chị chỉnh lại cái mí ở đây nữa là xong, bình thường không có gì hết, tại vì cái mí của chị chỉ mất 3 tháng và 3 tháng không nối được bất kỳ một cái gì hết, phải 6 tháng trở lên thì cái nếp mí của mình nó mới vô form. Lúc đó thì chị mới biết được là người ta có hạ size cho chị hay không, hay người ta cắt to lên lại cho chị. Nó cái đó là nữa, sau này chị sẽ hối hận, sau 6 tháng nó sẽ vào form, nó sẽ còn tụt mí xuống nữa. Và cái thứ hai nữa là cái dáng mũi của chị. Được, em coi cái tấm hình trước và sau khi mà chị làm á nha, thì em thấy được là cái dáng mũi của chị đã cải thiện rất là nhiều. Chỉ là cái mũi bên đây nó còn hơi to chút xíu, thì chỉ cần mình bóp nhẹ trong đây một chút xíu nữa thôi là đã ổn rồi, chứ không có tới nỗi giống như chị nói xấu thế này thế nọ đâu. Cái này á là mấy chị cha sinh mẹ đẻ ra,
trời cho mà nó còn không có căn xứng nữa thì làm gì thì mà mấy chị cứ đòi hỏi cái gì gọi là tuyệt đối. Trên đời này không có gì tuyệt đối hết, chỉ là tương đối thôi. Chân mày của mình hai bên cũng không đều, mắt của mình hai bên cũng không đều, kể cả gương mặt của mình hai bên má mặt cũng không đều, hai bàn tay của mình cũng không đều, thì làm gì có mấy chuyện mà mình đòi cái gì cũng phải tuyệt đối tuyệt đối hết trơn. Mình đừng có so với người nào, mình đừng có so ở nhỏ đó nó cắt như thế này, nó sửa như thế kia, nó đẹp quá trời, nó đẹp như thế đẹp tới nỗi mình so bản thân mình á. Mình so với cái mà hiện trạng mà hồi trước mình chưa làm và sau mình làm, sau khi mình làm rồi mình coi lại thử em thay đổi như thế nào, và sau khi mình thẩm mỹ nó đem lại cho mình cái gương mặt như thế nào, nó thay đổi làm sao. Chứ mình đừng có so với một ai, so với bản thân của mình thôi. Mình thấy chỉ cần là nó đẹp hơn cái lúc đầu, nó cải thiện hơn cái lúc đầu, và nhìn mình nó sáng hơn, và nó nhìn nó trẻ hơn lúc đầu, vậy là được rồi. Chứ cái gì mấy chị cũng đòi tuyệt đối trên đời này làm gì có cái tuyệt đối cho mấy chị để mà mấy chị đòi. Mà em nói nha, bây giờ thì chị cứ việc làm rộn ràng cái gì đi, nhưng mà đợi 6 tháng sau, 1 năm sau thì chị sẽ biết là chị đã sai rồi. Có cái mắt của chị á là em chắc ăn với chị 6 tháng sau nó sẽ còn tụt form xuống nữa, nó sẽ càng form, nó sẽ càng ngày càng nhỏ lại, giống như form mắt của em hồi đó. Form mắt của em là em cắt 7 ly, 6 7 ly gì á, mà bây giờ chị thấy nó có còn 6 7 ly nữa không? Chị có nhìn thấy nó còn 6 7 ly nữa không? Hồi đó là cái 6 7 ly á, hồi đó lúc mà con mắt em cắt nó nghe cũng bằng như mắt chị đó, nhưng mà sau 6 tháng rồi từ từ cả năm á nha, là bắt đầu nó tụt form xuống như thế này nè. Em nói rồi, bây giờ chị cứ gắng làm lồng lộ đi, rồi nữa chị sẽ hối hận.